trái ngang, chẳng biết đúng sai rõ ràng. Người đến rồi đi như mùa xa. Mùa nắng đi qua chưa lâu, mưa đã lâu ngang hạt. Ngày tháng bên nhau chưa lâu, tình yêu sao đã dần đổi khác. Người đến bên ta hôm nay, ngày mai có chắc là tìm lại, hay sau cùng chỉ là hai chữ tổn thương. Tình cảm ta trao hôm nay, ngày mai cũng chẳng mong nhận lại. Chỉ ước sau khi chia tay, người không gieo những lời hờn trái. Dù có yêu nhau bao lâu, tình yêu chắc sẽ phải nhạt màu. Thực ra cũng chỉ là mùa xa nhau. Yêu thì cứ nói yêu, đừng hứa mai sau thế nào. Cuộc đời chung gai, nào ai mà biết trước. Bao người đến với nhau, dù đủ mai xa thế nào. Chợt đến rồi đi không đợi nhau. Cái con Emberton này thì theo nhà sản xuất công bố thì công suất của nó cũng sẽ bằng với lại thằng Tokyo 2. Cái điều lợi thế ở đây thứ nhất là cái không phải là công suất, cũng không phải là thời lượng pin, cũng không phải là tính năng kháng nước. Nếu như mà về tầm giá, nếu như mà Emberton bán khoảng dưới 4 triệu thì nó sẽ khá là ok. Thứ nhất chúng ta sẽ được cái gì gọn, các bạn có thể sắp đi chơi được, bỏ vô túi sách, bỏ vô vali, rất là gọn gàng. Cái thứ hai nữa là con này âm thanh 360. Còn cái về phần con Tokyo 2 này, nó chỉ là âm thanh ở phía mặt trước, nhưng mặt sau nó sẽ có một cái loa chép thôi, nhưng mà sẽ không đầy đủ bằng con Emberton. Rồi tiếp nữa là cái con Emberton này thì nếu mà xét ra về âm thanh thì nó sẽ thua thằng Tokyo 2 một tí xíu, tại vì cái driver của Tokyo 2 thì các bạn nó cũng sẽ to hơn và rất là nhiều so với lại con này. Driver to thì không có đồng nghĩa là công suất sẽ lớn, công suất lớn thì không có đồng nghĩa là cái con này driver nó sẽ to.
nói chung là thì phụ thuộc vào cái driver nữa, công suất chỉ là một phần thôi. Và cái điều đặc trưng nhất là cái con, như con này chỉnh được bát chép đúng không? Còn ở tên vẫn chỉnh bát chép nhưng mà nó sẽ khó hơn là so với con Stockwell 2. Stockwell 2 thì mọi người có lúc ở đây mọi người tùy chỉnh thì nó sẽ dễ hơn. Và cái hệ luận biên thì Stockwell 2 nó vẫn trâu bò hơn Templeton một xíu. Thì nói chung là hai con này cũng không có cái gì nó khác biệt quá nổi trội, cũng xem không khác nhiều. Chỉ được cái là con này nhỏ gọn hơn, con này nó sẽ to hơn thôi, tùy vào nhu cầu của mọi người. Đó. Chứ không nhất thiết là con nào hay hơn hay là con nào dở hơn, thì nói chung hai con 9.5 con 9.5 con 10 thôi. Đó. Thì đều phụ thuộc vào mỗi người thôi. Nhưng mà cái con này sắp tới mình sẽ về bản màu Lab Rush thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Giá Lab Rush thì sẽ chắc cũng khoảng rơi 4.2 các bạn, 4.2 4.3 tầm cuối tháng lận. Bỏ hàng 1 năm nha. Con này là hàng chính hãng, mình lấy chính hãng là 1 năm. Còn này thì bên shop mình vẫn có mặt Lab Rush luôn. Con đó thì giá 5.5 hàng mới, mà con đó thì bảo hành 6 tháng thôi, nhưng mà 6 tháng bên mình là đổi liền, có nghĩa là hư thì các bạn cứ mang qua shop thì mình sẽ đổi một con khác mới, một con mới luôn nha, chứ không phải là sửa chữa nữa. Thì đây là cái phần giá sơ lược qua về hai con này. Về chất âm bass stress thì tất nhiên là Stockwell 2 thì cái bass nó sẽ nặng hơn, dày hơn và nghe nó đầy đặn hơn so với hàng Ableton. Tại vì Ableton thì nó cũng nhỏ, cái reverb nó cũng nhỏ hơn, nên là nó sẽ bị hụt hơn so với thằng Stockwell 2 một tí xíu, cũng không có đáng kể lắm. Ok.